Vì sao đạo Phật không chấp nhận quân tử, anh hùng cá nhân? Theo nhân sinh quan của Nho giáo, người Trung Hoa thường xây dựng hình tượng người quân tử đối nghịch với kẻ tiểu nhân, còn các nơi khác trên thế giới thì xây dựng anh hùng cá nhân. Những người quân tử đại diện cho chính nghĩa diệt trừ các thành phần xấu ác là những kẻ tiểu nhân, anh hùng cá nhân thì có những tài năng đặc biệt Suốt chúng thường hy sinh thân mạng mình để làm một việc mà người bình thường không làm được, nhưng cuối cùng thường có kết cục rất bi thương, bi tráng. Cũng chính vì thế mà người đời phong là thánh nhân, anh hùng cá nhân. Vậy để hiểu vì lý do gì mà đạo Phật không chấp nhận hình tượng người quân tử hay nhân vật anh hùng cá nhân. Trước tiên, Chúng ta hãy nghe một số trích đoạn khi nói về sự nhẫn nhục của quan âm thị kính và ông lão tu hạnh nhẫn nhục ba la mật trong sách đường về xứ Phật tập 8, nhà xuất bản tôn giáo 2012. Trang 106 đến 109, trưởng lão viết Người tu theo pháp môn của kinh sách phát triển không có trí tuệ giải thoát hay gọi là trí kiến giải thoát, còn gọi là trí tuệ nhân quả, Do không biết nên tu hạnh nhẫn nhục ba la mật như vậy, đã không giải thoát mà còn mở cửa địa ngục cho mình, cho người bước vào. Thay vì quý vị tu theo đạo giải thoát, nhưng lại tu theo đạo anh hùng phi đạo đức. Đó là một câu trong kinh sách luận phát triển, chứng minh rất cụ thể một loại kinh phi đạo đức, phi nhân quả. Hai câu chuyện trên, Quan Âm thị kính và ông lão tu hạnh nhẫn nhục ba la mật lại làm khổ mình khổ người tu như vậy có đúng là hạnh nhẫn nhục của đạo phật hay không không tu như vậy hoàn toàn không đúng đường lối tu hành của đạo phật đạo phật dạy ngăn ác diệt ác pháp sanh thiện tăng trưởng thiện pháp tu nhẫn nhục ba la mật là đi ngược lại giáo pháp của đạo phật ngăn thiện diệt thiện pháp sanh ác tăng trưởng ác pháp lời chúng tôi nói quý vị đừng vội tin mà hãy suy ngẫm tư duy rồi quý vị sẽ thấy rõ lời nói của chúng tôi không sai đạo phật còn gọi là đạo trí tuệ vậy hành động nhẫn nhục ba la mật đó có trí tuệ hay không thưa quý vị không hạnh nhẫn nhục của đạo phật là nhẫn nhục trong trí tuệ nhân quả chứ không phải nhẫn nhục vô nhân quả vô đạo đức như nhẫn nhục của kinh sách phát triển nhẫn nhục một cách tiêu cực yếm thế Nhẫn nhục để tự làm khổ mình, khổ người thì có ích lợi gì cho mình, cho người đâu? Chỉ được tiếng khen xuông quân tử hay là anh hùng cá nhân. Đối với đạo Phật không chấp nhận những hạng người quân tử và anh hùng cá nhân như vậy. Vì những người quân tử và anh hùng cá nhân này đã tự làm khổ mình, khổ người khác và còn tạo duyên nhân ác cho kẻ khác. Người đời không hiểu, ca ngợi khen tặng, tưởng đó là những hành động cao thượng, chứ không ngờ, đó là những hành động vô đạo đức, phi đạo đức nhân bản làm người. Nhẫn nhục để được thành Bồ Tát, thành Phật mà tạo duyên cho kẻ khác làm ác, tạo sự đau khổ cho người khác, cho mình, thế gọi là tâm từ bi, nhẫn nhục ba la mật, như vậy có đúng không? Không, không. Một ngàn lần không, đạo Phật không có dạy những hành động phi đạo đức như vậy. Làng, xã, vì không biết trắng đen như thế nào nên mới mắng chửi, mà nhục và đánh đập thị kính. Thị kính ngậm miệng chẳng hề than oán một lời, mặc cho kẻ khác mắng chửi mạ nhục. Mặc cho họ đánh đập lần ngang lần dọc, ngài vẫn một mực làm thinh một cách gan dạ và anh hùng. Sự nhẫn nhục đó đã làm cho bao nhiêu người tức giận, tạo ra vô số hành động ác. Sự nhẫn nhục như vậy, theo đạo Phật có đúng không? Như chúng tôi đã trả lời ở trên, không bao giờ đúng được. Để xác quyết một lần nữa, chúng tôi đã nói, đạo Phật không chấp nhận những điều nhẫn nhục này, vì nhẫn nhục như vậy là tiêu cực, yếm thế, vô trí tuệ đã hại mình, hại người. Trang 122 đến 123, Trưởng lão viết đạo phật là một tôn giáo không nêu cao gương anh hùng cá nhân mà chỉ biết giữ gìn đạo đức nhân bản nhân quả tự không làm khổ mình khổ người quan âm thị kính và ông lão tu hành đã chứng tỏ mình là anh hùng nhẫn nhục ba la mật anh hùng cá nhân làm khổ mình khổ người đã làm khổ mình khổ người thì làm sao gọi là giải thoát được đạo phật chỉ biết dùng trí tuệ nhân bản nhân quả tự không làm khổ mình khổ người và khổ cả hai để được giải thoát khổ đau của kiếp sống làm người. Như vậy, chúng ta đã biết luật nhân quả là có sự chuyển hóa và thay đổi rõ ràng, từ nhân thiện chuyển hóa được quả ác ngay liền chứ không phải đợi có thời gian. Người có trí tuệ nhân quả thì chuyển hóa được luật nhân quả, hay nói một cách khác là làm chủ nhân quả hoặc nói một cách khác nữa là làm chủ sanh, già, bệnh, chết tức là giải thoát mọi sự đau khổ của kiếp người. Trang 124-125, Trưởng Lão viết Thị Kính Hiểu Đạo Phật qua lăng kính giáo pháp của Kinh sách phát triển nên tu hạnh nhẫn nhục ba la mật để rồi chịu một hàm oan cho đến ngày cuối cùng của đời mình. Ngài được mọi người tán thán ca ngợi và tôn sư Ngài là Phật Bà Quan Âm, tức là tán thán một anh hùng cá nhân chứ không phải tán thán ca ngợi một người có đạo đức nhân bản nhân quả không làm khổ mình khổ người khi ngài chết rồi thì sự ca ngợi tán thán đó đối với ngài không còn có nghĩa lý gì cả cũng ví như một người đã chết khen họ cũng không mừng chê họ cũng không buồn chửi họ cũng không giận dù tôn xương họ là gì họ cũng chẳng ham và cũng chẳng biết chúng ta hãy nghe trích đoạn nói về anh hùng cá nhân trong mục Đức Tử Tâm, sách Đạo Đức Làm Người, tập 2, trang 81 đến 82, nhà xuất bản Tôn Giáo. Trưởng Lão viết Đạo đức nhân bản, nhân quả làm người không chấp nhận mình làm vật hy sinh cho người khác, mặc dù mình tự nguyện. Hy sinh cho người khác tức là tự mình chịu nhận lấy sự khổ đau thay cho người khác đạo đức quân tử thường ca ngợi lòng dũng cảm hy sinh ấy cho người hy sinh là anh hùng là quân tử là thánh nhân ngược lại theo đạo đức nhân bản nhân quả không làm khổ mình khổ người thì lòng hy sinh của những người ấy được xem là những người làm khổ mình người làm khổ mình là người thiếu hiểu biết về đạo đức làm người người không có tư cách đạo đức làm người họ là người vô minh người không khôn ngoan, người thiếu suy nghĩ chân tránh, người hiếu danh, người nuôi lớn bản ngã đổ sộ. Khi chúng ta hy sinh mình cho một tôn giáo thì tôn giáo ấy ca ngợi mình là thánh tử vì đạo. Không lẽ một vị thánh mà tâm hồn còn đầy áp tham, sân, si, mạn, nghi. Hằng ngày sống chưa có đầy đủ những oai nghi thánh hạnh, mà chỉ cần có hy sinh mạng sống cho một tôn giáo thì được gọi là thánh, là anh hùng, là quân tử. Như vậy, thánh anh hùng và quân tử chỉ có gan giả dám chết, chứ đâu cần phải có trí tuệ, có oai nghi đức hạnh, có một đời sống như thánh. Theo chúng tôi nghĩ rằng, một vị thánh là phải thực hiện đạo đức thương mình, thương người, còn thương người mà mình chịu khổ chịu chết thì không thể gọi là thánh thánh sao còn ngu si quá vậy nhận sự khổ đau trong mình để được danh tiếng thì còn có nghĩa gì làm người làm thánh anh hùng cũng vậy phải thắng mình thắng người thì mới gọi là anh hùng còn anh hùng mà chỉ có thắng giặc bên ngoài mà không thắng mình thì đạo đức nhân bản không chấp nhận thắng trăm trận không bằng thắng chính mình lời dạy của Đức Thích Ca Mâu Ni. Tóm lại, Đức Từ Tâm là đạo đức thương mình. Người chưa có đạo đức thương mình thì đừng hòng có đạo đức thương người. Cho nên, người đời nói thương người là họ thương danh của mình. Vì cầu cho mình có được danh tiếng mà làm bất cứ một việc gì gọi là lợi ích cho mọi người, dù có hy sinh mạng sống của mình cũng chỉ để được danh. Danh thánh, danh anh hùng, danh quân tử, vân vân một người đã chết rồi dù có danh thánh danh anh hùng hay danh gì đi nữa thì còn có nghĩa lý gì phải không hỡi các bạn chúng ta còn sống thì còn danh còn lợi khi đã chết rồi danh lợi chỉ là mây khói mà thôi chúng không còn ý nghĩa đối với người chết trưởng lão thích thông lạc chính vì đạo phật là đạo trí tuệ dùng trí tuệ hiểu biết về lý và luật nhân quả để xoay chuyển nhân quả và vượt qua nhân quả như Đức Phật đã dạy. Đứng lại thì chìm, đi tới thì trôi giạt, chỉ có thể vượt qua. Đạo Phật dạy con người để có trí tuệ giải thoát, để không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sanh chúng ta thấy rằng người quân tử dù nhiều lần làm bẽ mặt kẻ tiểu nhân nhưng cũng không ít lần bị kẻ tiểu nhân hãm hại đến bản thân và cả người thân của mình đạo phật thì lại khác không lấy sự chiến thắng người khác làm vẻ vang không lấy thắng thua làm trọng trưởng lão dạy đừng nhìn sự việc theo hướng đúng sai phải trái mà phải nhìn thấy được nhân quả thiện ác không coi người khác là xấu ác vì người xấu ác là người đau khổ hơn chúng ta Do có trí tuệ nhân quả nên không để cho người ta hãm hại mình. Biết lấy chi kiến giải thoát để hóa giải mối thâm thù. Dùng tâm từ bi, hỉ, xả để cảm hóa người có nợ nần nhân quả với mình bằng thương yêu tha thứ để cuối cùng cả hai được giải thoát. Như Đức Phật đã dạy, hận thù diệt hận thù, đời này không thể có, không hận diệt hận thù là định luật thiên thu nếu vì một lý do nào đó mà làm khổ mình lấy bản thân mình ra trị chết thay cho người khác hay để được ca ngợi vinh danh thì họ là người chưa biết thực hiện đạo đức nhân bản nhân quả không nên lấy cái chết để được vinh danh cũng không nên để lại danh cho người đời sau lợi dụng đó làm danh làm lợi cho họ như đức phật đã căn dặn các học trò khi người tu sĩ có danh thì nên ẩn bóng vậy nên Đạo Phật không chấp nhận hình tượng quân tử mà nho giáo xây dựng. Cũng như anh hùng cá nhân mà người đời ca ngợi, phong tặng như trưởng lão đã phân tích cho chúng ta thấy rõ ở trên. Có gì sai sót kính mong quý độc giả chân thành góp ý hoặc hoan hỉ bỏ qua cho. Kính sẻ chia